Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi năm kho G102 Tổng cục Kỹ thuật phải thực hiện đồng bộ bảo dưỡng, niêm cất hàng trăm xe với tình trạng kỹ thuật khác nhau. Để đảm bảo thời gian thực hiện cũng như chất lượng của mỗi đợt sửa chữa niêm cất lớn, trong quá trình lao động, những người lính của kho đã phát huy hết tinh thần tự chủ, sáng tạo cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao. Và một trong những cây sáng kiến có nhiều ý tưởng hay đang được ứng dụng tại kho là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tiến Quang. Nếu như trước đây muốn cắt được một bộ giấy niêm cất theo đúng chuẩn, người thợ của kho G102 sẽ rất vất vả và mất nhiều thời gian bởi phải dựng cuốn giấy nặng lên khiến giấy thường bị rối và thừa, gây lãng phí. Nay với sáng kiến xe đựng giấy bảo quản, người thợ có thể dễ dàng kéo giấy ra và cắt đúng lượng giấy theo khuôn mẫu có sẵn. Trước thì anh em chúng tôi làm thì nó vất vả lắm. Nhưng từ khi có cái sáng kiến của tôi thì thấy nó rất là hiệu quả trong công việc. Trước chúng tôi làm chỉ được một ngày được một bộ, nhưng bây giờ ngày chúng tôi tự cắt giấy có thể được 10 bộ trong một buổi sáng, là hầu như là anh em chúng tôi đã làm xong. Theo định kỳ, những xe G131 này sẽ được nổ máy và thực hiện công tác bảo quản. Một trong những bộ phận được chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng đó là bộ phận nến điện. Với đường kính nhỏ, kết cấu dạng ống dài nên việc vệ sinh dầu mỡ cho bộ phận này là một điều không hề đơn giản. Nắm bắt được điều đó trong quá trình bảo quản, Thượng úy Bùi Tiến Quang đã sáng chế ra hộp thiết bị đánh dỉ nến điện với kết cấu hết sức đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Trước khi có sáng kế này, anh em làm công rất là vất vả và nó hay đánh dùng cái que sắt mà làm thủ công thì nó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mà hay ảnh hưởng cái xứ cách điện. Sau khi có cái sáng kiến đưa vào áp dụng thực tiễn thì rất là hiệu quả, thì đảm bảo cái nến đánh nó cũng sạch sẽ và đảm bảo chất lượng. Vừa lao động, vừa tìm tòi nghiên cứu, trong 3 năm qua, người lính thợ Bùi Tiến Quang đã cho ra đời 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật của kho G102 công nhận là sáng kiến loại A. Đối với đơn vị, lãnh đạo chỉ huy đơn vị thì luôn động viên, khích lệ, không những là đối với quân nhân đơn vị cũng như các tổ chức quần chúng của đơn vị đều tham gia để tổ chức tốt các cái hoạt động sáng kiến cải thiện kỹ thuật của đơn vị. Nó tạo lên một cái phong trào chung trong toàn đơn vị, đã góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm giảm sức lao động của người lao động. Với những người lính thợ như Thượng úy Bùi Tiến Quang, chỉ cần một chút tinh ý, một chút sáng tạo đã khiến cho công việc của họ trở nên thật cuốn hút và ý nghĩa. Bởi nó giúp rút ngắn thời gian thực hiện kỹ thuật và đảm bảo chất lượng cho thiết bị trong quá trình sửa chữa.